giảm 50% phí trước bạ, người dân nô nước mua ô tô giá rẻ, lượng xe bán ra tăng đột biến, từ ngày 1 tháng 12, xe lắp ráp, sản xuất trong nước được giảm 50% lệ phí trước bạ. Những khách đã mua xe trong tháng 11 chờ đợi đến nay mới đi đăng ký, khiến lượng xe tăng lên đột biến. Thiếu tá Tạ Quang Minh, đội quản lý phương tiện, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, người mua xe từ những tháng trước chờ đến hôm nay đi nộp thuế, đặc biệt là những người đăng ký biển vàng, xe chạy dịch vụ, gấp 2 đến 3 lần ngày thường nên lượng hồ sơ rất đông đúc theo đại diện tổng cục thuế. Trong ngày 1 tháng 12 ngày đầu tiên chính sách 50% lệ phí trước bạ có hiệu lực, lượng xe nội đăng ký đạt gần 12.000 chiếc, tăng gấp 10 lần so với những ngày trước. Cụ thể, nếu như số ô tô nội địa đăng ký nộp phí trước bạ của những ngày cuối tháng 11 chỉ khoảng 1.200 xe mỗi ngày thì trong ngày 1 tháng 12 con số này tăng lên mức 11.826 xe, trong khi đó, số xe nhập khẩu đăng ký trong ngày 1 tháng 12 khoảng 1.300 xe, không thay đổi so với ngày thường, con số gần 12.000 xe nội đăng ký trong. Một ngày bằng hơn 70% số xe đăng ký trước bạ tính trung bình mỗi tháng, trong quý 3 năm nay. Thậm chí cao hơn mức 8.800 xe đăng ký của tháng 8, trong quý 3, số xe đăng ký trước bạ lần đầu đạt bình quân khoảng 16.200 xe mỗi tháng, bằng hơn một nửa so với bình quân quý trước đó, chính sách giảm 50% phí trước bạ với ô tô sản xuất. Lắp ráp trong nước áp dụng từ ngày 1 tháng 12 năm nay đến hết ngày 31 tháng 5 năm sau. Việc giảm phí trước bạ không làm giảm giá xe nhưng giảm chi phí lăn bánh một chiếc xe mới. Chính sách này theo Bộ Tài chính sẽ kích cầu tiêu dùng cũng như thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp trong nước nối lại chuỗi cung ứng tăng mở rộng đầu tư. Năm ngoái, khi áp dụng chính sách giảm 50% vào nửa cuối năm, số thu lệ phí trước bạ theo chính sách giảm 7.314 tỷ nhưng tổng số thu ngân sách nhà nước tăng 14.110 tỷ đồng.